Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 mùa quanh năm A. Các thánh lễ quan trọng trong tuần gồm có: thứ ba ngày 8 tháng 9, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính; thứ tư ngày 9 tháng 9, Thánh Phêrô Claver, linh mục. Trong thánh lễ hôm nay, xin quý vị và anh chị em hợp ý cầu nguyện cho những ý chỉ sau. Sáu gia đình xin lễ tạ ơn, cầu cho bình an, hạnh phúc và như ý. Hai gia đình xin cho được mau khỏi bệnh. Một gia đình xin cầu cho linh hồn Phêrô và linh hồn Anton. Một gia đình xin cầu cho các linh hồn thai nhi. Một gia đình xin cầu nguyện cho anh Phêrô tân tòng được giữ vững đức tin. Một gia đình xin cho con cái biết vâng lời cha mẹ. Một gia đình xin cho các con cháu trong niên học mới được bình an và thành đạt. Trên thiên đình hiền vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi, chúng tôn Chúa ca uy quyền. Trần hoàn ơi, ca lên đi. Chiều thần ơi, ca lên đi. Ca lên đi, mọi tế nhân qua dòng thời gian, mừng Chúa yêu thương trần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong Chúa nhật 23 thường niên hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi những người xung quanh chúng ta hoặc chính chúng ta phạm những lỗi lầm, để cùng nhau xây dựng bình an và hạnh phúc cho gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta và cho toàn thế giới. Giờ đây, cùng hiệp cùng với ý nguyện các ông bà và anh chị em, xin trong thánh lễ này, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, nỗi buồn, cả những lo âu và những gánh nặng mà có thể chúng ta đang phải gánh chịu. Xin Chúa thánh hóa, biến đổi tất cả những giọt lệ sầu thành những giọt nước mắt của niềm vui, hân hoan và vui mừng. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện.
chúng con chung cùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn. Này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đang hướng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng: Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết. Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca, xin cộng đoàn cùng hát. Chúa, các
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật. Đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì cũng tóm lại trong lời này là ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe thì hãy đem theo một hai người nữa để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa với hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì ở đó có Thầy ở giữa họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, vào những ngày này, chúng ta chỉ ngồi ở nhà thôi, chúng ta cũng đã chứng kiến được biết bao nhiêu sự kiện, nghe biết bao nhiêu tin tức xảy ra trên toàn thế giới. Những việc làm tốt thì rất nhiều, nhưng những điều chưa tốt thì cũng không ít. Và một câu hỏi đặt ra là tại sao lại có nhiều sự dữ hoặc nhiều điều xấu xảy ra trên thế giới này như vậy? Trong khi đó, ai ai cũng được dạy là làm lành tránh dữ. Chúng ta còn nhớ câu nhân chi sơ tính bản thiện.
Cội nguồn của con người khi sinh ra là tính thiện. Vậy từ khi nào và cái gì đã làm cho con người bị mê hoặc vào những việc làm mất đi tính bản thiện? Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào một em bé hay là nhìn vào chính những đứa con của mình khi sinh ra thật là đơn sơ, thật thà, trong trắng. Và lúc chúng đang tập ăn, tập nói, các bậc cha mẹ đã chuẩn bị những gì cho chúng? Reo rắc và trau dồi những gì cho các em? Hoặc ngay từ khi em bé còn ở trong bụng mẹ, thì đặc biệt người mẹ đã phải lo làm sao ăn uống bồi bổ cho, để cho con mình được nuôi dưỡng ngay từ lúc đó. Thậm chí có những người mẹ phải cho con mình hoặc là cho con mình phải nghe nhạc khi con mình còn ở trong bụng, để làm sao cho đầu óc con mình khi sinh ra là được thông minh, được sáng suốt. Rồi trước khi chúng đến tuổi đi học, các bậc cha mẹ tìm hiểu trường học nào dạy tốt, đạo đức tốt và kỷ luật tốt để gửi con mình tới đó. Thế rồi, ở trường cũng như ở nhà, các em được dạy dỗ mọi điều tốt lành để hướng tới một tương lai luôn làm lành, tránh dữ. Thế nhưng, có phải tất cả khi chúng ta lớn lên, bươn trải ra ngoài xã hội, lặn lội trong công việc để mưu sinh, đều được như lòng mong muốn không? Câu trả lời có thể làm cho chúng ta thất vọng, nhưng thực sự đó là không. Và lúc này chúng ta lại đặt ra một câu hỏi nữa là tại sao chúng ta vốn được sinh ra trong tình yêu, được nuôi dưỡng trong tình bác ái và được dạy dỗ trong chân lý, mà đôi khi chúng ta lại không thực hành được trong đời sống của mỗi người chúng ta? Nhìn vào thực tế cuộc sống hàng ngày, cho chúng ta thấy ba thứ mà con người đạt được để đưa chúng ta lên tới đỉnh cao của sự của cuộc sống viên mãn, đó chính là tiền, tài và tình. Thế nhưng cũng là ba thứ làm cho con người bị cám dỗ và đi đến ghen ghét, ganh tị và ích kỷ, khiến người này bất hòa với người kia, cũng chính là tiền, tài và tình. Do vô tình hoặc sự yếu đuối của con người có thể lúc nào đó sa ngã, mắc lỗi lầm mà không nhận ra. Bởi vì nhân vô thập toàn. Dẫu biết rằng con người chúng ta thì không ai hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được điều đó hay không? Có nhận ra được lỗi lầm do mình làm nên hay không? Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là hãy nâng đỡ nhau bằng cách sửa lỗi cho nhau. Nếu chúng ta biết ai đó đã làm điều sai trái, sửa lỗi cho người khác có dễ không, kính thưa cộng đoàn? Không dễ một chút nào, rất khó. Đôi khi với tinh thần xây dựng, góp ý để cho người khác biết lỗi lầm của họ, thế rồi, thay vì được người khác biết ơn, bản thân mình lại bị họ oán hờn. Họ sẽ giận hờn ta, chửi mắng ta, xa lánh ta và ghét bỏ ta. Thế nên chúng ta thường hay nghe nói rằng, thôi kệ, hồn ai người đó giữ. Thế là vô tình ta trở thành người dửng dưng, vô tình ta trở thành người vô cảm, ngoảnh mặt làm ngơ trước những sai phạm của người khác. Con người có mắt nhìn ra nhưng không có mắt chỉ nhìn vào, nên việc nhận ra lỗi lầm của mình là điều rất khó.
Chính vì thế, giúp cho người lầm lỗi nhận biết được tội lỗi của bản thân để giúp họ sửa mình là một việc làm rất cần thiết và tế nhị. Nhưng giúp bằng cách nào? Có một câu chuyện như thế này. Khi một cha xứ kia đang dâng thánh lễ trong nhà thờ, thì cha phó thấy một thanh niên ngồi ngoài hành lang hút thuốc. Cha phó tiến lại gần bên anh, thay vì quở trách, ngài mỉm cười, vỗ vai thân mật chàng trai đó như một người bạn rất thân quen và nói: "Nếu bạn hy sinh không hút thuốc vào giờ này thì bạn sẽ có một thánh lễ tuyệt vời dâng lên cho Thiên Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ rất hài lòng về bạn và sẽ ban cho bạn nhiều ơn phúc trong cuộc sống." Thế là chàng trai mỉm cười, rụt tắt điếu thuốc đang hút, vui vẻ bước vào bên trong nhà thờ, tiếp tục tham dự thánh lễ. Kính thưa cộng đoàn, như vậy khi sửa lỗi cho nhau dựa trên tình yêu và nhờ vào động lực của đức bác ái, chúng ta mới có thể đi vào tình yêu của Thiên Chúa. Chứ không phải là giúp đỡ lẫn nhau hoặc là sửa lỗi cho nhau là khi đi ra giữa chợ và oang oang nói lên rằng: "Hôm qua tôi thấy cái bà kia kìa, cái chồng mách đánh con leo lẻo ấy." Hoặc là sau thánh lễ đi ra cuối nhà thờ chỉ trỏ: "Đấy cái ông kia kìa, cái bà kia kìa, già rồi mà vẫn còn tham lam." Hoặc là cái đứa trẻ kia kìa, nó kia kìa, mới có tí tuổi thôi mà đã biết ăn trộm, biết mách lẻo rồi. Sửa lỗi cho nhau, kính thưa cộng đoàn, trong tâm tình nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và tôn trọng. Đức Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay nói rất rõ là nếu người anh em của anh chót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Chúng ta thường hay nói với nhau là nếu có gì đó sai thì chúng ta đóng cửa lại mà bảo nhau. Kín đáo, tế nhị, chân tình mang lại cảm giác an toàn và kính trọng như họ đang được yêu thương vậy. Làm được điều đó, chúng ta sẽ loại bỏ được điều oán ghét, giận hờn, để chỉ vì một động lực duy nhất là tình yêu. Một mục đích nguyên tuyền là muốn cho người anh chị em chúng ta được trở nên tốt hơn mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, ước chi trong bí tích thánh thể và lời Chúa ngày hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết khiêm tốn để lắng nghe lời chia sẻ và góp ý của người khác mỗi khi chúng ta lầm đường lạc lối. Vì nhân vô thập toàn, để cùng với anh chị em mình tay trong tay hân hoan cùng nhau tiến đến bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho mỗi người chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha nhậm lời cầu xin của những ai kêu cầu người. Giờ đây với lòng tin tưởng, chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời cầu khẩn, xin người vui lòng đón nhận. Chúa Giêsu đã trao phó cho giáo hội sứ mạng gìn giữ và phục vụ nhân loại. Xin cho giáo hội chu toàn sứ mạng Chúa đã trao phó với tình yêu và lòng nhiệt huyết để loan báo ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Xin cho tình yêu và đức ái trở thành quy tắc căn bản chi phối mối tương quan giữa mọi người trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cầu nguyện không theo ý riêng nhưng theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin cho ý Chúa được thực hiện trong suốt cuộc đời mỗi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu đã hứa sẽ hiện diện khi có hai hay ba người họp nhau cầu nguyện nhân danh Ngài. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta vững tin vào sự hiện diện của Chúa mỗi khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, nhất là trong thời gian khó khăn do đại dịch gây nên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha, xin nhậm lời cầu nguyện của những ai kêu cầu danh Cha, nhân danh Chúa Giêsu Con Cha. Xin ban cho chúng con một quả tim mới, biết rung động trước nỗi đau khổ và bất hạnh của anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày lỡ hoa đồng
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hòa thuận yêu thương nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phái đạo, và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên y hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Giêsu Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giô-xe, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giê-xu Ki-tô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng. Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Từ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau lắng động tâm hồn và chúng ta cùng nhau đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chúa ơi,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng lời Chúa và bánh thánh để nuôi dưỡng và thêm sức mạnh cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những hồng ân này, hầu đang được thông phần sự sống của Đức Kitô luôn mãi, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa đã biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa, khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trì đời đời. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim mẹ hiền, luôn chiều mến mãi cứu giúp cha che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ mẹ, nhờ mẹ thương dâng Chúa cho đời ta ơn. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa, khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trì đời đời. Vì tình Chúa ôi miên man, muôn tháng năm không tàn, dâng chiều sống vô lớp lớp tim cười vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lần, muôn an vui chan chứa thánh ân không ngừng. Con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi bao đêm. Chúa muôn đời là Chúa, khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiên trì đời đời. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.